Em chào cả nhà nhé. Phiên trưa của ngày 27 tháng 10 năm 2022, em sẽ lên một số những cái mặt hàng bao gồm châu Thái và Tết này, hồ điệp đại, hàng đang nụ, phi điệp, trầm, vanda, nhạn VIP 4N. Số điện thoại liên hệ đặt hàng ở bên nhà em là 0981 550 768. Địa chỉ Vườn Lan là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhé. Đây là hiện tại thì đai châu ở bên nhà em nó có rất là nhiều kích cỡ. Hàng cây nhỏ, cây giống cũng có này. Hàng trung bình có, hàng cây to khủng cũng có nhé. Những cái hàng này thì phù hợp để cho các bác ghép lũa này. Cây rất là đẹp luôn. Hàng bảng gỗ này. Trầm thì bên nhà em đang có trầm Thiên Long, trầm tím Thái nhá, trầm rồng đỏ nữa ạ. Đây, rồi hôm nay nó nắng quá, quay nó hơi lóa. Đây, sau đây thì em sẽ đi lên báo giá chi tiết từng cái loại mặt hàng một nhá. Hồ điệp lá nhựa vừa cập bến đây các bác nhá. Trung bình một cốc này thì nó có 2 vòi hoa, hàng siêu siêu đẹp luôn ạ. Các bác nhìn cho em này, vòi hoa này, đó lá này. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Bây giờ mình chưa có hoa để chơi thì các bác chơi lá cho em nhé. Mướt mát chưa? Giá cho một combo hồ điệp bao gồm 4 cốc có giá là 300.000 mọi người nhé. Trong trường hợp các bác lấy từ 2 combo tương đương 8 cốc hồ điệp, em sẽ bao ship cho mọi người. Còn lấy một combo 4 cốc thì phí ship là 30.000. Đây là mặt hoa của hồ điệp nhé. Cái bảng màu của nó này, màu thứ nhất là màu tím này. Tím này là tím khoai môn, tím nhạt nhé. Màu thứ hai là màu trắng ngọc trai, màu này cực kỳ sang luôn. Màu thứ ba là màu xanh, xanh blue. Màu này cực kỳ lạ mắt nhá, đẹp lắm, nhìn nó rất là thời thượng nhá. Màu thứ tư là màu đỏ hồng. Màu thứ năm nó là màu vàng, vàng kim cương ấy mọi người. Đây này, em cho mọi người xem này. Màu này á, các bác để cái màu này trong nhà nó sáng rực một góc nhà luôn. Đẹp cực kỳ ạ. Hồ điệp em có tất cả là 5 màu mọi người nhá. Tất cả là 5 màu. Các bác có thể lấy 5 màu 5 cốc thì em lấy mọi người giá là 350.000 5 cốc nhá. 4 cốc là 300.000, 5 cốc là 350.000. Đấy, cây đẹp lắm. Này. Cái dòng hồ điệp này nó không ưa nước cho nên là mọi người tưới vừa phải nhá, chỉ tưới phần gốc thôi. Tránh thi thoảng các bác phun sương sương ở trên lá thôi nhá, còn đừng tưới đẫm lá. Đẹp thật, cây nó cứng cáp. Mít Thái hàng hoa chuẩn Tết của nhà em vừa cập bến đây ạ. Hàng đẹp lắm mọi người ơi. Em bao đẹp bao lỗi lá cho các bác nhé. Này mọi người nhìn này. Mít này. Cổ rụt nhá. Một cây này thì nó cứ dao động khoảng tầm 5 cặp lá rưỡi đến 7 cặp lá một cây. Đó. Hàng hiện tại là 100% đang có nụ rồi nhá. Em bảo hành cho mọi người là 100% đang nụ rồi đấy ạ. Nụ này là nó mới hé hé ra thôi. Cho nên là các bác yên tâm, đảm bảo cho mọi người chơi hoa chuẩn Tết luôn này. Giá cho một chậu ngọc điểm này là 230.000 mọi người nhé. Đó. Trong trường hợp mà mọi người lấy số lượng nhiều, từ 5 cây trở lên, em sẽ bao ship cho các bác. Còn 1, 2, 3 cây thì phí ship là 30.000 nhé. Đây là một số mặt hoa của nó này. Màu cam này. Bò sữa này. Bò sữa màu này cực kỳ đẹp luôn nhá. Nó rất là sáng ạ. Đây, màu này là màu cam. Cam này nó là cái cam cá vàng hay còn gọi là cam cháy ạ. Màu vàng này. Màu vàng chanh. Màu đỏ ạ. Đẹp lắm, toàn là màu yêu thôi. Thêm đây ạ, nó có một cái màu nó gần như cái màu rừng của mình. Gần như màu rừng của mình nhá. Nhưng mà cái điểm hồng này của nó đẹp hơn. Rừng của mình nó là hẳn là màu tím. Tím dạng hơi xanh xanh, còn cái này nó là dạng tím hồng nhá. Đẹp lắm.
Màu hồng cánh sen nữa, em còn có một màu hồng cánh sen nữa. Đây, màu hồng cánh sen đây ạ. Màu hồng cánh sen này. Ngọc điểm này thì các bác nhiều bác hỏi em là cái hàng Thái này có thơm không? Thì em trả lời luôn nhé, là nó cực kỳ thơm nhé. Theo cá nhân em thấy là nó thơm hơn cái hàng rừng. Thơm hơn hàng rừng nhá. Mà cái dòng hoa Thái này này, cái vòi hoa của nó rất là dài. Đẹp chưa? 230 một cây mọi người nhé, 230.000 một cây. Em bao đẹp bao lỗi lá cho cả nhà. To đẹp luôn nhá. Đai châu Thái hàng ôm gỗ bảng 2 cây. Ôi, đẹp lắm mọi người. Hàng thuần năm thứ tư bước sang năm thứ năm rồi. Đây này, một bảng này của nó có 2 cây này. Tất cả những cái mặt hoa thì em sẽ ghi ở trên màn hình cho các bác lựa chọn nhé. Đó. Một bảng 2 cây. Một cây thì dao động khoảng tầm 4 đến 5 cặp lá. 100% là bảng nào cũng đang có nụ rồi nhé. Đây mọi người nhìn cho em này. Như những cái hàng thuần này về bây giờ các bác chỉ việc ngoặc móc treo lên chơi thôi. Giá cho một cái bảng ôm gỗ này là 280.000. 280.000 là chưa bao gồm phí vận chuyển mọi người nhé. Phí vận chuyển các bác kèm thêm cho em 30.000 nữa. Trong trường hợp các bác lấy số lượng nhiều thì bên nhà em sẽ hỗ trợ ship cho mọi người. Đây mọi người nhìn cho em này. Dễ này, dễ sữa nó ra này. Cây nó khỏe vô cùng luôn. Các bác mà thích chơi dày hoa, sai hoa, thích chơi những cái bụi to thì mình có thể làm ốp lưng. Các bác làm cho em hai bảng như này này, ốp lưng vào nhau cũng được. Đấy là trong trường hợp các bác thích treo treo ghép gỗ như này nhá, thì mình ốp lưng hai bảng vào như thế này này. Còn nếu mà các bác thích trồng chậu thì mình làm cho em một giò này cũng cho vào chậu được. Mà ba giò các bác xếp hình tam giác ạ, ba giò vào một chậu. Hoa nó ra nó sai vô cùng luôn ạ. Em có đủ tất cả các mặt hoa như ở trên màn hình mọi người nhá. Các bác yêu cầu cái mặt hoa gì khi mà các bác đặt hàng thì các bác nói cho em sẽ chọn cho mọi người nhá. Đây này, to đẹp luôn, hàng em bao đẹp bao lỗi lá cho các bác. Châm rồng đỏ, hàng hoa chuẩn Tết của nhà em vừa cập bến rồi đây ạ. Hàng chuẩn đẹp luôn các bác nhá, 100% thân tơ tít này. Đây mọi người ơi, đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Cái dòng trầm này thì hoa của nó siêu thơm rồi ạ. Hoa thơm nhá, mà cực kỳ bền, dày hoa. Đây mọi người nhìn cho em này. Đẹp lắm, màu này là màu tím đỏ. Rực rỡ luôn ạ. Cái dòng này thì các bác có thể treo cũng được, mà mọi người để bàn trà cũng được nhá. Vì là hôm nay em về cái lô trầm này này, thân nó vừa phải. Thân nó cao vừa phải. Nó không quá cao nhá, cho nên mọi người để bàn trà được. Đây. Trung bình một chậu này thì nó cứ dao động khoảng tầm 3-4 thân. Chiều dài của một thân thì nó dao động từ 40cm đổ lên nhá. Những cái chậu nào được 4 thân như thế này này thì là thân nó sẽ hơi ngắn một chút. Còn những cái chậu nào mà được 3 thân nhá thì thân nó sẽ dài. Đây mọi người nhìn cho em này. So sánh luôn nhá. Và giá cho một chậu này là 130.000. Các bác mua combo 2 chậu em sẽ bao ship cho mọi người nhá. Còn mọi người lấy một chậu thì vui lòng kèm cho em 30.000 tiền ship ạ. Đây các bác có nhìn thấy không ạ? Chênh lệch nhau rõ luôn nhá. Để tránh tình trạng là các bác lại bảo là em nói ở trên video được 4 ngọn mà sao lại dao có 3 ngọn là như thế nào nhá. Đây mọi người có thể so sánh luôn này. Cái chậu 4 ngọn này thân nó sẽ ngắn hơn cái chậu 3 ngọn. Đó. Thế nhưng mà toàn bộ 3 ngọn hay 4 ngọn thì 100% nó sẽ ra hoa chuẩn Tết năm nay cho các bác chơi nhá. Này. Em xin lưu ý lại các bác một xíu này. Là như mọi người nhìn thấy nhá. Vàng lá này. Thi thoảng sẽ có một vài cái lá nó vàng là không phải vàng bệnh nhá. Những cái dòng trầm này thì bao giờ nó sẽ phải vàng lá. Nó xuống hết lá thì nó mới ra hoa được. Khi nào mà các bác nhìn cho em cái thân này này, nó như một cái thân cây khô ấy ạ. Nó không còn tí lá nào nữa ạ. Thì bắt đầu hoa nó mới nảy ra nhá. À thêm một cái lưu ý nhỏ nhỏ nữa ạ. Mọi người để ý cho em phần gốc này. Nhà em bao giờ nhà em cũng sẽ phải bịt giấy báo và dính băng dính vào đây để cho nó không bị đổ giá thẻ ra ấy ạ. Khi mà các bác nhận hàng thì mọi người giúp em, mọi người lấy cho em cái kéo các bác cắt ra nhá. Chứ các bác đừng có cầm băng dính các bác giật cả cụm lên là nó sẽ lôi hết cả gốc cả rễ ra nhá. Đó, đây này. Đẹp lắm mọi người ơi. Hàng trầm rồng đỏ chuẩn xịn.
Hoa thơm nức nở luôn nhá. Thân lá đẹp luôn này. Còn đây nó là cái dòng Vanda mẫu tử của nhà em ạ. Em có hai kiểu dáng cây này. Thứ nhất là dáng cây cao thì nó sẽ có một mẹ và một con. Kiểu dáng thứ hai nó là một bụi nhá, một mẹ và nhiều con. Đó, rất là đẹp luôn. Và cái dòng Vanda này thì em sẽ đi theo combo, một combo hai chậu có giá là 300.000. Trong trường hợp các bác mua gộp đơn nhá, mọi người lưu ý cho em này, mọi người mua gộp đơn nghĩa là các bác mua một cái mặt hàng bất kỳ rồi các bác muốn gộp một cây Vanda để sưu tầm thì giá của nó là 170.000 nhá. Còn không là em bán một combo hai chậu với giá là 300.000 và em không bán lẻ mọi người nhá. Phí ship đồng giá là 30.000 một thùng hàng, thùng to thùng nhỏ ship đồng giá như nhau. Đây em sẽ lấy cho mọi người xem một số mặt hoa của nó này. Đầu tiên là màu hồng nhá. Màu hồng này nó là màu dạng màu hồng da báo ấy ạ. Màu hồng da báo một này. Màu tím này. Tím này là tím Huế. Rất là đẹp luôn. Màu hồng này. Đỏ hồng nhá. Đây là màu đỏ hồng các bác nhá. Thêm một cái màu nữa là màu xanh blue. Đây. Nó có tất cả là 4 màu ạ. Hàng hiện tại bây giờ là nó đang sưng nụ cả nhà nhá. Cái dòng Vanda này thì nó ra hoa quanh năm. Một năm nó sẽ ra mấy đợt hoa cơ cho nên các bác yên tâm. Và Vanda này thì bông cực kỳ to, hoa rất là bền. Đây này mọi người nhìn cho em này. Cái này nó là hàng dễ gió cho nên là mọi người về cứ để nguyên như này treo lên thôi. Không cần phải cho giá thẻ gì vào cái phần gốc của nó đâu nhá. Em chỉ lưu ý với các bác một xíu là cái lá Vanda này thì nó là cái dòng lá giòn. Cho nên là vận chuyển nó không tránh được, nó hơi bị nứt lá một chút. Hoặc là nó bị, đây này, rách rách một chút lá như thế này nhá. Thì cái này thì rất là mong các bác thông cảm cho nhà vườn ạ. Nó không đến nỗi đâu, cái này là lỗi không đáng kể nhá. Gọi là thi thoảng thôi ạ. Chứ còn để mà mướt mát đẹp 100% thì cái dòng Vanda này không có đâu nhá. Dòng nhạn VIP 4N hot hoàn hoạt lại cập bến ở nhà em rồi đây ạ. Đây mọi người ơi, hàng đẹp miên man luôn này. Mà hôm nay em báo giá thì các bác chỉ có sốc thôi nhá. Có vẻ hiện tại bây giờ các bác mua một cây nhạn VIP 4N này trên thị trường nó sẽ có giá khoảng tầm 350 đến 370 phải không ạ? Hôm nay các bác mua nhà em Thúy một cây như thế này chỉ có giá là 250.000 thôi các bác nhá. 250.000 một cây này. Và đặc biệt khi mà các bác mua combo 2 cây thì giá của nó là 450.000 ạ. Mà hàng em bao đẹp, bao chuẩn, bao lỗi lá cho mọi người. Lỗi 1 đổi 1 các bác nhìn cho em này. Trung bình một cây nó sẽ dao động khoảng tầm 8-9 cặp lá mọi người nhá. Đây các bác nhìn hàng thực tế tay em quay đây ạ. Hàng có sẵn tại vườn nhá. Ôi, mà các bác chơi nhạn thì mình biết rồi. Cái dòng nhạn Thái này thì hoa của nó siêu thơm. Màu của nó đậm nhá. Nó đậm màu. Và cái hương thơm của nó sẽ theo em cảm nhận là nó thơm hơn cái hàng rừng của mình. Hoa cực kỳ bền luôn ạ. Đây. Và cái dòng Thái này thì hoa của nó sẽ nở rải rác bắt đầu từ cuối tháng 5 dương đến cuối tháng 10 dương. Và như ở vườn nhà em thì em để ý mấy năm gần đây này thì nó nở chủ yếu là tầm tháng 8 và tháng 9 dương các bác nhá. Mặt bông của nó đây ạ. Dòng nhạn VIP 4N. Hoa siêu đẹp, siêu thơm và cực kỳ bền hoa luôn. Đây này mọi người nhìn này. Làm gì ở đâu có cái giá 250.000 ạ. Bây giờ các bác mua 350.000 trên thị trường. Nó chỉ khác duy nhất một điểm là cái chậu gỗ thôi. Đây đợt này các bác nhìn nhà em nó không có chậu gỗ nhá. Vì em bỏ chậu gỗ ra để vận chuyển về nó rẻ hơn cho mọi người. Và đợt này bên nhà em có nhận ghép cây cho các bác nhá. Ví dụ như một cái chậu 3 cây như thế này này, kèm cả chậu gỗ này. Em chia sẻ đến các bác với giá là 900.000 một chậu 3 cây. Bao đẹp luôn cho các bác nhá. Đây em đóng, em ghép luôn vào chậu gỗ lên luôn chậu cho mọi người này. Đây là em để chậu nhá. Còn các bác thích mua về mình bóc ra mình ghép lũa cũng được ạ. Đây này mọi người để ý bên trong nó có một cái chậu nhỏ này. Các bác chỉ việc nhấc lên thôi rồi mình ốp thẳng vào lũa. Đẹp lắm. Thật sự luôn, chưa bao giờ nhà em về được cái lô nhạn nào nó đẹp mà nó rẻ như thế này này. Lá xếp này. Các bác nhìn cho em này, nó khum, cái giống nhạn khum bàn tay ấy. Đây này. Đẹp vô cùng luôn.
Em nhớ đỉnh điểm năm ngoái có cái đợt em bán một cây nó dao động 400 đến 420 nghìn. Xong bắt đầu đợt rẻ nhất là 300 rưỡi. Nó chỉ khác có mỗi cái chậu thôi. Cái loại kia nó có cái chậu gỗ. Còn đợt này em vận chuyển về em không lấy chậu gỗ nữa. Nó rẻ đi được hẳn 100 nghìn một chậu. Đẹp lắm mọi người ơi. Đây em về số lượng không nhiều nhá, cho nên là các bác nhanh tay nhá.